Em xin mến chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt ở đại lý Mercedes-Benz Anju có địa chỉ số 11 đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Trong video trước thì em đã giới thiệu đến quý vị và các bạn về cái chương trình AMG Tour. Chiếc xe em giới thiệu đến quý vị và các bạn đó chính là chiếc xe GLB35 Formatic. Và trong video ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu xe AMG GLE53 Formatic Plus Cooper. Một mẫu xe có một thân hình rất là đồ sộ và vững chắc. Ở bên tay trái của em đây là mẫu xe GT53. Tuy nhiên là cái mẫu xe này thì em xin phép giới thiệu đến quý vị vào những video sau. Em rất là mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn. Đăng ký giúp em một lượt bấm chuông thông báo để nhận những video mới nhất của em Huyền nhé. Để em có nhiều động lực hơn làm những video khác, những chiếc xe sang trọng đến từ Mercedes-Benz. Ngay bây giờ, không để mất thời gian của quý vị nữa, em xin phép được chia sẻ cụ thể về chiếc xe AMG GLE53 Formatic Plus Cooper. Ngay từ cái mặt người tản nhiệt này, quý vị nhìn thấy thì chúng ta cũng sẽ cảm nhận được rằng là đây là một cái mẫu xe nhà AMG với hiệu suất cao, bởi vì cái dạng lưới tản nhiệt đặc trưng này chỉ được trang bị xe có hiệu suất cao của nhà AMG cùng với cả những cái thanh dọc song song với nhau mạ chrome này kết hợp với cả cái màu sơn đen tạo nên cái sự thể thao. Đặc biệt hơn đó chính là cái logo, một cái logo rất là to bản 3D ở chính giữa tạo nên cái sự hiên ngang và cảm giác nhà rất là hãnh diện của chủ nhân sở hữu. Một cái logo to bản chính giữa rất là đẹp mắt đúng không ạ? Ở phía dưới đây thì chúng ta sẽ có được những cái phần hộp hút gió này. Và cái hộp hút gió này thì rất là xịn sò quý vị nhá. Nó có thể là thông qua cái hộp hút gió này triệt tiêu cái luồng gió xoáy ở phần hộp bánh xe, giúp cho chiếc xe tăng được tính khí động học, giảm cái chỉ số cản gió thấp nhất và giúp cho chiếc xe lao về phía trước một cách như tên bắn. Ở phần đầu xe thì chúng ta cũng nhận được những cái chi tiết trang bị an toàn, đó chính là cái mắt cam 360 độ. Trong hệ thống mắt cam 360 độ, ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm 6 mắt cảm biến ở phần đầu xe và đuôi xe sẽ có 6 mắt nữa, tổng là chiếc xe sẽ có 12 mắt cảm biến. Đối với cả chiếc xe GLE53 Formatic Plus này thì chúng ta sẽ có được cái phần cản dưới rất là hầm hố. Nó thể hiện cho một đàn anh rất lực lưỡng, uy quyền đó. Phần cản dưới rất là hầm hố, được mạ nhôm to bản sáng bóng tạo ra cái sự sang trọng, rất là lịch lãm. Kế bên đó là cụm đèn pha LED multi-pin với 84 bóng chip LED xử lý độc lập, giúp cho chiếc xe có cái tính năng an toàn tốt nhất. Vâng, ở phần đầu xe thì không thể nào mà chúng ta không nhắc đến, đó chính là cái trái tim của chiếc xe GLE53 Formatic Plus. Ngay bây giờ thì em xin mời quý vị và các bạn hãy cùng quan sát cái khoang động cơ của chiếc xe GLE53 Formatic Plus. Dạ vâng, về chiếc xe GLE53 Formatic Plus Cooper này thì có cái tải trọng lên đến là 2.325 kg quý vị ạ. Có nghĩa rằng là loanh quanh nó rơi vào khoảng 2,3 tấn, rất là nặng. Với cái cỗ máy bệ vệ chắc chắn này thì chúng ta nhìn vào cái thị giác chúng ta đã cảm nhận được rằng cái sự đẹp mắt từng con ốc rồi. Bên cạnh đấy thì chúng ta còn cảm thấy rằng là cái sự an toàn tuyệt đối, bởi vì là những chi tiết ở trên đây thì rất là chắc chắn này. Mỗi một chi tiết trên xe thì đều sẽ có những cái mã code QR để chúng ta cùng check được những cái thông tin cần thiết quý vị nhé. Một mẫu xe hiệu suất cao của nhà AMG. Với cỗ máy này thì sẽ được trang bị với dung tích là 3.0, hộp số tự động là 9 cấp i6, cho công suất cực đại đạt đến là 435 sức ngựa, mô men xoắn cực đại đạt đến là 520 Nm. Chiếc xe có khả năng tăng tốc từ 0 cho đến 100 km chỉ mất có 5,3 giây trước khi đạt đến tốc độ tối đa là 250 km/h. Và ngay bây giờ thì em xin phép được đóng cái nắp capo này lại và chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm những chi tiết ở phần thân xe quý vị nhé. Thực sự là cái nắp capo này nó rất là nặng luôn ý ạ. Đó. Chỉ nhấc cái nắp capo lên thì chúng ta cũng cảm thấy được rằng là một chiếc xe rất là an toàn, với vô vàn cái tính năng an toàn kèm theo đó. Trong đấy thì sẽ có được tính năng an toàn là Pre-Safe Sound và sẽ có được cả cái tính năng Adaptive, có nghĩa là chúng ta sẽ có được tính năng quay khoảng cách. Dạ vâng, trên tay em là một chiếc chìa khóa của chiếc xe GLE53 Formatic Plus Cooper. Thì ở trên những cái mẫu xe hiệu suất cao của nhà AMG, trên chìa khóa sẽ có khắc cái dòng chữ AMG quý vị nhé. Với chiếc chìa khóa thì chúng ta sẽ có được cái tính năng rất là thông minh, đó chính là Keyless Go. Chúng ta chạm vào khóa cửa bằng những
cái cảm biến siêu nhiệt ở bốn cánh cửa đều được trang bị, rất là thuận tiện. Chúng ta để chìa khóa trong túi hoặc là trong túi quần, trong cái túi sách của chúng ta thì chúng ta không cần phải rút chìa khóa ra, chỉ cần thao tác rất là đơn giản. Chiếc xe đã được khóa lại và mở ra, cho tay vào trong tay nắm cửa là chiếc xe đã được mở rồi. Đó, rất là thuận tiện. Trên những mẫu xe của nhà AMG thì sẽ không được trang bị hệ thống cửa hít quý vị nhé. Ở phần thân xe thì chúng ta sẽ thấy ấn tượng, đó chính là cái bộ mâm xe. Chiếc xe GLE53 có bộ mâm rất là to, nó kích thước lên đến là 21 inch quý vị ạ. Thông số kỹ thuật lốp là 275/45R21, có nghĩa cái mâm này sẽ là 21 inch này, được đúc 5 chấu kép và ở trên mâm xe cũng được khắc cái dòng chữ AMG, và trong cái cùm phanh này cũng thế, cũng được khắc cái dòng chữ AMG thể hiện rằng là đây là một mẫu xe của nhà AMG, hiệu suất cao. Bên trong đĩa phanh này thì sẽ được đục những cái lỗ để giúp cho đĩa phanh tản nhiệt một cách tốt hơn. Đó. Bên cạnh đó thì chiếc xe còn được sử dụng cái hệ thống treo AMG Ride Control. Và hệ thống treo này thì sẽ giúp cho chúng ta có thêm được cái sự điều chỉnh về tính năng nâng hạ gầm quý vị nhé. Bên cạnh đấy thì đương nhiên là sẽ có hệ thống treo bóng hơi thích ứng rồi. Và tiếp đến thì chúng ta cũng sẽ có được những cái chi tiết như là logo Turbo Formatic ở bên phần hông xe. Đây là cái chi tiết những chiếc xe hiệu suất cao thì sẽ được trang bị. Rất là ấn tượng đúng không ạ? Và điều đặc biệt hơn khi mà quý vị và các bạn cùng được trải nghiệm nhìn thực tế cái mẫu xe này giống như em, thì chúng ta sẽ thấy được đây là một cái mẫu xe mà màu xanh rất là đẹp. Khi mà chúng ta nhìn sơ qua thôi thì chúng ta thấy rằng là đây là một chiếc xe màu đen. Nhưng mà tiến lại gần nhìn thực tế thì sẽ thấy rằng là đây là một màu xanh, một màu xanh đen có ngọc trai óng ánh rất là sang trọng, thể hiện được cái sự đẳng cấp của chủ nhân sở hữu. Tiếp đến là chúng ta sẽ có được một cái gương chiếu hậu chống chói tự động là điều đương nhiên, một dải đèn LED trên gương, và phía dưới đây thì chúng ta sẽ có hệ thống cam sườn giúp cho chúng ta lái xe được an toàn hơn. Đó, hệ thống cam sườn này. Những chi tiết ở phần thân xe giúp cho chiếc xe trông nổi bật hơn đó chính là phần chân kính này, cong kính và cái bậc bước chân. Ở cái phần bậc bước chân được mạ nhôm này thì sẽ có thêm được những cái chi tiết bằng cao su để cho chúng ta lên xe, xuống xe thì sẽ không bị trơn trượt quý vị nhé. Rất là thuận tiện cho người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai. Tiếp đến chúng ta hãy cùng tiến đến phần đuôi xe. Khi mà chúng ta tiến đến phần đuôi xe của chiếc GLE53 Formatic Plus Cooper này thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng là cái đuôi xe nó thực sự toát lên được một cái vẻ cá tính của chủ nhân sở hữu. Một cái đuôi xe thì nó khá là vát. Đó, nó rất là vát, thể hiện được cái dáng Cooper. Tuy nhiên là chúng ta ngồi cái hàng ghế thứ hai thì không hề hoàn toàn là bị thấp đâu, bởi vì chiếc xe có chiều cao lên đến gần 2m, 1999mm chiều cao của cái chiếc xe GLE53 này. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng tiến đến phần đuôi xe để khám phá phần đuôi xe cùng em nhé. Vì khoảng cách không gian thì nó cũng hơi chật, chiếc xe thì cũng khá là dài, lên đến gần 5m. Thì quý vị và các bạn nhìn khung hình thông cảm giúp em. Ở phần đuôi xe thì sẽ nổi bật nhất đó chính là cái cụm đèn hậu này. Cái cụm đèn hậu là có thiết kế hình chiếc lá bót nhọn hơn vào phần đuôi xe, giúp cho chiếc xe trông thực sự là cá tính. Ở phần đuôi xe thì có những cái chi tiết được trang trí như là cánh hướng gió này. Cái cánh hướng gió này thì cũng giúp cho phần đuôi xe trông hài hòa hơn và nó cũng tạo ra cái tính khí động học cho phần đuôi xe. Đó. AMG GLE53 quý vị nhé. Phiên bản này là phiên bản Cooper. Và ở phía dưới đây thì chúng ta sẽ có được ống xả đôi AMG có dạng bo tròn này. Bên cạnh đây thì chúng ta sẽ có được những cái cánh khuếch tán gió giúp cho chiếc xe di chuyển được mượt mà và êm ái hơn. Và đương nhiên rồi, những chi tiết ở phần đuôi xe để giúp cho chiếc xe an toàn hơn thì sẽ có là những cái mắt cảm biến này và hệ thống cam. Khi mà chiếc xe lùi thì sẽ có hệ thống cam. Em đố quý vị hãy cùng comment và đoán xem là cái chi tiết ở đâu chúng ta mở được cái cốp này. Cốp thì chúng ta có thể sử dụng bằng đá cốp và chúng ta mở ở đây. Đó, ở cái logo đây quý vị nhá. Một cái cốp xe có thể điều chỉnh gập điện, mở bằng chìa khóa và mở bằng đá cốp hoặc chúng rất là thuận tiện đúng không quý vị? Khi mà chúng ta xách đồ nặng chẳng hạn thì chúng ta chỉ cần thao tác rất là nhẹ nhàng, tay không cần cầm chìa khóa thì chúng ta vẫn có thể đóng và mở cái cốp này một cách thuận tiện và dễ dàng như vậy. Với
cái khoang hành lý của chiếc xe GLE 53 Formatic Plus Cooper này thì chúng ta sẽ có được một cái diện tích rất là rộng, có thể chứa đến hơn 1.000 lít quý vị nhé. Đó, rất là rộng. Ngoài ra thì chúng ta có được cả cái nút nâng hạ gầm ở đây. Đây, đây chính là cái nút để chúng ta có thể điều chỉnh nâng hạ gầm. Chúng ta cho xe cao hơn hoặc thấp hơn để chúng ta mang đồ lên xe dễ hơn. Chỉ cần đá vào cốp thì cái cốp của chúng ta sẽ được đóng lại quý vị nhé. Tổng thể thiết kế của chiếc xe này thì Cooper mà, cái phần đuôi nó sẽ vát xuống. Đó, nhìn rất là thể thao, rất là cá tính đúng không ạ? Vừa rồi em giới thiệu rất là nhanh đến quý vị về ngoại thất phần đầu xe này, phần động cơ cũng như thân xe và đuôi xe. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng khám phá khoang nội thất của chiếc xe GLE 53 Formatic Plus Cooper quý vị nhé. Dạ vâng, khi mà em bước chân lên cái chiếc xe GLE 53 Formatic Cooper này thì em cảm thấy rằng là tất cả những cái chi tiết ở trên chiếc xe đều được chào đón chủ nhân một cảm giác vô cùng đặc biệt. Từ những cái màu đèn viền nội thất 64 màu này, đến những cái sợi carbon này, cùng với hệ thống ghế da Lapa kết hợp với cả sợi tổng hợp Denimica, rất là tỉ mỉ, những đường may thì sắc nét, góc cạnh, độ hoàn thiện rất là cao quý vị ạ. Trên vô lăng thì được thiết kế theo kiểu dạng đê cắt, có được rất nhiều những cái nút bấm. Ngoài ra thì có thêm được những cái tính năng chế độ lái ở đây, rất là thể thao sport, một mẫu xe thực thụ của nhà AMG. Trên vô lăng thì chúng ta sẽ có được hai chất liệu quý vị nhé, đó chính là sợi tổng hợp Denimica này và hệ thống da Lapa, cùng với cả những cái chi tiết mạ nhôm sáng bóng sang trọng và lẫy. Chuyển số là điều đương nhiên có rồi. Đây là cái nút để chúng ta lựa chọn các cái chế độ lái khác nhau, đường trơn trượt, đường đua, rồi chế độ sport. Đặc biệt ở trên cái mẫu xe GLE 53 này, chúng ta chuyển sang cái chế độ sport thì cái hệ thống ống xả nghe rất là phấn khích, quý vị có thấy không ạ? Đó, đúng là một cái mẫu xe hiệu suất cao. Hệ thống ống xả thì chúng ta cũng có thể trang bị ở trên đây. Đó, chúng ta có thể tắt đi và chúng ta có thể kích hoạt lên như thế này. Đây là hệ thống treo. Nút này thì chính là cái nút nâng hạ gầm của chiếc xe quý vị nhé. Tắt chống trượt và đây là cái nút để chúng ta chuyển sang số tay. Đó, khi mà chúng ta chuyển sang số tay thì hệ thống ở trên màn hình sẽ cảnh báo cho chúng ta biết. Đây, hệ thống màn hình đây. Touchpad điều khiển trung tâm này. Đó, rất là nhiều hệ thống lái. Có 7 hệ thống lái tất cả. Trong đấy thì chúng ta sẽ có được những cái hệ thống lái đường đua nữa. Đương nhiên là những cái cơ bản về đèn màu này, điều chỉnh giao diện này, rồi âm thanh Pumaster thì sẽ còn thêm rất nhiều những cái hay ho mà em muốn giới thiệu đến quý vị. Màn hình chúng ta có thể kết nối được Apple CarPlay, MPUX, cái độ phản hồi rất là nhanh quý vị nhá. Đây, hệ thống AMG, đây là chính là cái hệ thống đường đua. Đó, nhớ đường đua quý vị nhá. Chúng ta nhập vào đây thì sẽ có những cái đo lường này, rồi những cái tùy chọn khác nhau. Đây, rất là thú vị đúng không ạ? Em rất là mong muốn được đón mời quý khách hàng đến Mercedes-Benz Anzu có địa chỉ số 11 đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để em giới thiệu nhiều hơn đến quý vị và các bạn. Đặc biệt hệ thống ghế ở trên chiếc xe GLE 53 này thì sẽ có được hai cái ghế động lực quý vị nhé. Khi mà chúng ta kích hoạt cái ghế động lực thì hệ thống ghế này sẽ giúp cho phần lưng và phần hông của chúng ta được lưu thông máu, giúp cho chúng ta lái xe những cái cung đường dài sẽ không bị mệt mỏi. Đó, quý vị nhìn thấy nhấp nháy không ạ? Khi mà chiếc ghế nhấp nháy thì có nghĩa rằng là chiếc ghế đang được kích hoạt cái tính năng ghế động lực đấy quý vị ạ. Đó, đối với cả Mercedes thì rất là chiều chuộng khách hàng, cân bằng ghế, sửa ghế và thiết lập lại này. Hệ thống đèn viền nội thất trang trí có rất là nhiều màu sắc, 64 màu để chúng ta lựa chọn. Thì đây là những cái tính năng cơ bản của Mercedes rồi. Ở trên chiếc GLE 53 Formatic Cooper này thì có thêm được cả cái tính năng đó là phanh khoảng cách. Phanh khoảng cách quý vị nhá, một tính năng rất là an toàn. Hệ thống ghế thì chúng ta sẽ được trang bị là sưởi ghế về, làm mát ghế, nhớ 3 vị trí và điều chỉnh điện là điều đương nhiên. Ở bên em Huyền thì cũng có thể điều chỉnh được cái hàng ghế bên cạnh này. Đây, chúng ta chỉ cần ấn vào phím R thì chúng ta có thể điều chỉnh cái hàng ghế bên cạnh này. Không những vậy thì chúng ta cũng có thể điều chỉnh được cái tính năng như là sưởi ghế và làm mát ghế. Đây, hiện tại em đã bật ở trên cái kính cửa rồi. Đó, khi mà em tắt đi thì em sẽ điều chỉnh bên em, và em bật cái phím R lên thì sẽ là điều chỉnh bên ghế phụ.
Khi mà chúng ta ngồi ở trên cái chiếc xe GNE53 này thì chúng ta sẽ cảm thấy là một không gian rất là rộng rãi, thoải mái, chi tiết được tối giản. Cái chi tiết mà em thích nhất, ấn tượng nhất đó chính là cái màn hình này. Màn hình kép 12,3 inch. Đó. Độ phản hồi cao, sắc nét và cái thẩm mỹ mang lại cho chúng ta chiếc xe rất là hơi hướng về tương lai, về công nghệ đúng không ạ? Cái cửa gió điều hòa thì truyền thống ở trên những cái dòng GLS đúng không ạ? Những cái chiếc xe GLS 450 thì em nhớ rằng nó cũng sẽ có những cái cửa gió điều hòa dạng như thế này, thiết kế như thế này rất là tỉ mỉ, những cái đường gân này, khắc tỉa kim cương. Ở trên chiếc GLE53 này thì chúng ta cũng sẽ có được trang bị hệ thống nước hoa quý vị nhé. Đó, hệ thống nước hoa, một cửa sổ trời siêu rộng, panorama toàn cảnh. Đó, bệ thì tay, hệ thống giải trí thì chúng ta sẽ có được cả kết nối Apple CarPlay, Android Auto nữa và nhiều cái tính năng khác. Thực ra thì trong video ngày hôm nay em quay buổi tối cũng hơi là vội, chính vì vậy là về chất lượng âm thanh và ánh sáng thì cũng không được hoàn hảo cho lắm. Rất là mong nhận được sự thông cảm của quý vị và các bạn. Dạ vâng, đây là một cái tư thế mà em Huyền rất là thích ngồi trên những chiếc xe hơi. Thì không phải chiếc xe nào cũng có thể đáp ứng được cho cái nhu cầu của chúng ta ngồi thoải mái rộng rãi như thế này đúng không ạ? Nhưng trên chiếc xe của GLE53 này thì hoàn toàn có thể quý vị nhá. Mặc dù là một chiếc xe coupe nhưng mà quý vị nhìn thấy không? Còn những một gang tay, hơn một gang tay nữa chúng ta mới đến được trần. Rất là cao, phía trước thì còn miên man rất là rộng. Hệ thống Jalapa được bọc tỉ mỉ và mịn màng, kết hợp cùng với cả các sợi tổng hợp Dynamica giúp cho chiếc xe trở lên trông cá tính hơn, hầm hố hơn. Điều hòa hai vùng tự động ở phía sau và ở phía trước hai vùng tự động. Vậy là chiếc xe sẽ có 4 vùng điều hòa tất cả. Đây là một cái bệ tì tay khi mà chúng ta đi hai người. Đó, rất là thuận tiện, mịn màng, êm ái. Với hệ thống cửa kính ở phía sau thì sẽ được trang bị là kính tối màu hơn so với cả kính phía trước quý vị nhé. Hệ thống kính thì cũng sẽ được trang bị là kính cách âm, cách nhiệt, cách những tia cực tím UV, AV. Và một mẫu xe trên 5 tỷ thì những cái hệ thống trang bị cửa kính hoàn toàn là xịn sò nhất rồi quý vị ạ. Đó, cảm giác ngồi rất là thoải mái, tận hưởng không gian, cửa sổ trời toàn cảnh này. Không gian ngồi thì rộng rãi, để đọc sách rất là đầy đủ. Phía sau thì chúng ta còn có cả những cái cổng sạc nữa. Đây, tất cả là cổng sạc Type-C của vị nhá. Hệ thống điều hòa tự động hai vùng phía sau, hai vùng phía trước là 4 vùng. Dạ vâng, vừa rồi thì em giới thiệu rất là nhanh đến quý vị và các bạn mẫu xe GLE53 Formatic Plus Cooper này rồi. Trong video ngày hôm nay em làm trời buổi tối, trời mưa âm u thì ánh sáng, âm thanh cũng không được tốt cho lắm. Cũng như video thì em làm hơi vội. Để có được thông tin chi tiết nhất, quý vị và các bạn hãy liên hệ với em Huyền qua số hotline phía dưới để em gửi đến quý vị và các bạn chính sách giá bán cũng như là thông tin về sản phẩm được đầy đủ nhất. Chiếc xe hiện tại thì đang có giá bán là 5 tỷ 349 triệu đồng. Nếu quý vị mua trả góp chuẩn bị trước giúp em khoảng độ 1 tỷ rưỡi thì chúng ta đã sở hữu được một mẫu xe rất là sang trọng, đẳng cấp, thể thao, hầm hố của nhà Mercedes-Benz, hiệu suất AMG. Em rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem video của em ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.